Dạ, xin chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay hoa lan Quang Minh xin giới thiệu với các cô chú anh chị một cái mặt hoa năm cánh trắng. Đây là một cái mặt hoa năm cánh trắng quốc dân nha các cô chú anh chị. Năm cánh trắng Phú Thọ, năm cánh trắng Phú Thọ. Đây là một cái hoa bối, một cái hoa bối đầu ngọn. Hoa bối đầu ngọn đây. Hoa bối đầu ngọn. Của cái giò Phú Thọ này. Đây là mặt hoa chính chủ luôn nha các cô chú anh chị. Nằm cánh trắng Phú Thọ. Thì số điện thoại của hoa lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng của hoa lan Quang Minh là ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Đây là một cái chậu Phú Thọ có hai thân, một mẹ một con, rất là ú ù nha các cô chú anh chị. Rất là ú ù. Để em đo cái chiều dài của cái thân này cho để các cô chú anh chị mình sẽ thấy rõ ha. Đây, 22 cm. 22 cm. Còn cái mầm lỡ này là 9 xăng nha các cô chú anh chị. Mầm lỡ là 9 xăng. Thì chậu này là chậu mã số 1 của cái lô 5 cánh trắng Phú Thọ mà hôm nay hoa lan Quang Minh muốn chia sẻ với các cô chú anh chị mình, có giá là 35 triệu. Rất là mập, rất là phê nha các cô chú anh chị. Dạ, đang lên một cái kỳ. Mầm gốc là còn nguyên. Mầm gốc là còn nguyên, đây là cái kỳ nè. Cái kia kia ra tự nhiên. Mã số 1 của lô 5 cánh trắng Phú Thọ có giá là 35 triệu. Dạ rồi. Tiếp theo đây là cái mã số 2 nha các cô chú anh chị. Mã số 2. Đó, mã số 2 có giá là 19 triệu. Mã số 2 có giá là 19 triệu. Thì nó có kích thước là 8 xăng, 6 xăng, 5 xăng, 3 thân. Đây, em sẽ đo lại cho các cô chú anh chị mình thấy. Đó, nè, đây, thân thứ nhất là 8 cm. Đây, thân thứ hai là 6 cm. Và thân thứ ba là 5 cm nha các cô chú anh chị. Nói chung hôm nay em quay bằng iPhone nên là không có bấm dừng được, nên là liên tục nó quay liên tục nha các cô chú anh chị. Đây, cho các cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. Rất là mướt nha các cô chú anh chị. Đó, cái này coi như là một mẹ đẻ hai con. Một mẹ đẻ hai con. Không mập dữ nhưng mà thực tế ra cái kỳ này nó lên, hai cái mầm gốc này nó lên rất là phê. Đó, ở dưới là mầm gốc đang nhú luôn nha các cô chú anh chị. Bốn mầm gốc đang nhú.
đẹp không tì vết. Mã số 2, 19 triệu. Ba thân thì nó có chiều dài là 19 cm. Và tiếp theo đây là mã số 3. Mã số 3 có giá là 21 triệu. 21 triệu nha các cô chú anh chị. Một cái thân mẹ 16 cm và cái mầm gốc là 5 cm, đẹp không tì vết. Đây, để quay cho các cô chú anh chị mình xem 16 cm. Dạ, đây 5 cm, rễ đang xuống rất là phê nha các cô chú anh chị. Đây là những chậu là đã rễ đã xuống ấm chậu hết rồi. Rễ đã xuống ấm chậu. Mã số 3, 21 triệu. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 có giá là 18 triệu. 18 triệu. Phú Thọ, mã số 4 có giá là 18 triệu. Gồm có hai thân, một thân là 10 cm và một thân là 8 cm. Đây là cái để em đo cho cô chú anh chị mình xem. À, 10 cm. Nhà đây là 8 cm các cô chú. Đẹp lắc ca, đẹp lắm các cô chú anh chị ơi. Mầm gốc là đang bật luôn. Mầm gốc đang bật. Bên đây mầm gốc đang nhú luôn nè, đã lên luôn rồi. Đó. Đẹp chưa các cô chú anh chị. Đây cái kỳ là đã lên luôn nè. Đó. À, em xin nhắc lại là mã số 4, 18 triệu, có cái số đo chiều dài của hai thân là 10 cm và 8 cm. À, mã số tiếp theo là mã số 5, có giá là 17 triệu, có số đo là 12 cm và 5 cm nha các cô chú anh chị. Không có đường đúc thước vô. 12 cm. 12 cm nha các cô chú. Mầm gốc đang lên rồi đó. Đó, đang bật mầm gốc. Mã số 5, 17 triệu nha các cô chú anh chị. Mã số 5, 17 triệu. Mã số 6, 4 triệu. Đây là một cái kỳ. Đó, một cái khúc thân già. Đó. Có một cái, hai cái mầm gốc hai bên. Rồi có một cái kỳ này nó đang lên. Đây, đó. Mã số 6, 4 triệu nha các cô chú anh chị. Và các cô chú anh chị mình cũng lưu ý dùm, tức là những cái kỳ bé như thế này thì rễ nó chưa có, nó ra chưa có nhiều, mà nó chủ yếu là nó ở trong cái cục bánh bông lan này thôi, chứ là rễ chưa ra ngoài.
Các cô chú anh chị nào mình ở xa mà đóng 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 hàng thì có thể là chỉ được gửi cái kịch bông cục bánh bông lan thôi, gửi cục bánh bông lan thôi, bỏ bỏ cái chậu lại cho bó cho nó dễ dàng, rồi về vườn ngoài mình trồng lại. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 có giá là 4.000k. Mã số 7 có giá 4.000k. Đây, một cái kỳ. Cái kỳ này nó hơi ốm tí. Hơi ốm tí. Nhưng mà rễ thì đã xuống rồi nha các cô chú anh chị. Thì đây, đây đây này, các cô chú anh chị để ý. Ở đây cái khúc thân già này thì nó đang lên một cái dương bi. Dương bi này là nó đang chuẩn bị lên hai cái mầm gốc luôn nha các cô chú anh chị. Nó đã u lên rồi. Mã số 7 có giá là 4 triệu. Và tiếp theo là mã số 8. Đây, mã số 8. Mã số 8 đang bật hai cái mầm gốc nha các cô chú anh chị. Mã số 8 là đang bật hai cái mầm gốc. Mã số 8 thì đây, cái lá này là do vận chuyển về nó bị dập rồi, nên nhưng mà nó không sao, nhưng mà nó không sao, tại vì cái thân già thì trước sau gì thì nó cũng phải tuột lá, chủ yếu là cái mầm gốc là mình nuôi cho nó khỏe đó. Còn cái này thì 1-2 tháng tới thì nó cũng phải rụng lá thôi. Mã số 8 có giá 4.000k. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là có giá là 3.800k. Đây là một cái kỳ năm nhất, nó đang ra một cái mầm gốc. Đây, một cái kỳ nó đang nhú chỗ này. Mã số 9 3.800k. Và đây là cái mã số 10. Mã số 10 của lô 5 cánh trắng Phú Thọ. K. Đây. Đây còn một cái mắt ngủ nữa nhưng mà không biết là nó có lên nổi hay không. Thì cô chú anh chị nào mình có lấy cái giò này thì mình về mình để một thời gian cho cái mầm này nó lớn xong rồi chúng ta khai thác. Dạ, thì vừa rồi đó là 10 cái mã số của 5 cánh trắng Phú Thọ trong cái lô ngày hôm nay để giới thiệu, để chia sẻ đến các cô chú anh chị. Thì số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Thân ái kính chào.